Vâng, Sành Đồ Xin xin kính chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã đến với livestream ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì nhà Sành Đồ Xin sẽ giới thiệu đến quý anh chị các sản phẩm áo sơ mi ngắn tay đồng giá là 250k trên một sản phẩm bất kỳ và đã bao gồm phí ship trên toàn quốc. Quý anh chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để nhà Sành Đồ Xin tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà Sành Đồ Xin là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Các sản phẩm đầu tiên thì sẽ là một thiết kế áo sơ mi với cái họa tiết của mình sẽ là họa tiết kẻ sọc, mã sẽ là S186, chiều dài là 66 và sau là 67, ngang là 52 và vai là 41, size M cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 60 đến 65 kg, quý chị có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Đây sẽ là một cái thiết kế rất là trẻ trung năng động để các bác chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay, mình có thể là mặc đi chơi đi làm. Với cái tông màu của mình sẽ là một cái tông màu rất là đẹp này, các bác có thể là quan sát kỹ một chút, chất liệu cốt tông thấm hút mồ hôi rất là tốt và mặc lên cũng rất là mát mẻ để các bác chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Và mã sẽ là S186. Ngực áo thì sẽ có cho mình một cái thiết kế túi vuông nhỏ. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì có thể là liên hệ chốt đơn với nhà Sành Đồ Xin. Rồi chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo sơ mi với cái họa tiết kẻ. Em này thì cái tông màu chủ đạo của mình sẽ là cái tông màu xanh. Ở những cái sản phẩm áo sơ mi ngày hôm nay thì đều nằm trong cái lô hàng mới về, vừa mới cập bến tại nhà Sành Đồ Xin và được tuyển chọn chọn lọc rất là kỹ rồi. Nên là bác nào mà yêu thích cái sản phẩm nào với cái màu sắc và cũng như cái form dáng nào thì quý chị có thể là liên hệ chốt đơn ngay. Đó, những cái thiết kế rất là đẹp đó. Và mã bên này thì sẽ là S187, chiều dài sẽ là 68 và sau là 70, ngang là 51 và vai sẽ là 41 cm, size S cho quý chị chúng ta xung quanh 60 kg. Các bác có thể là sử dụng cái sản phẩm này, một cái thiết kế cũng rất là trẻ trung năng động và cũng là rất là dễ mặc dễ phối để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Đó, theo các bác có thể là coi kỹ một chút cái chi tiết của sản phẩm này, chất liệu của mình cũng là cái chất liệu cốt tông rất là mềm mịn thoáng mát, mã S187. Mọi thông số nhà Sành Đồ Xin sẽ ghim lại ở phía bên tay trái màn hình để cho quý chị chúng ta có thể là tiện theo dõi và chúng ta lựa ra những cái sản phẩm sao cho nó vừa vặn với cái số đo cơ thể của mình. Và sản phẩm tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế áo sơ mi với cái tông màu đen. Em này sẽ có mã là S168, chiều dài là 71, ngang là 56 và vai là 48. Với sản phẩm này quý chị chúng ta từ 65 kg đến 70 kg, quý chị chúng ta có thể là bon chen thoải mái luôn, chất liệu mặc cực kỳ mát mẻ này. Và cái sản phẩm của mình quý chị chúng ta yên tâm là không sợ bay, sợ nhăn, sợ xù. Một sản phẩm rất là đẹp đến từ thương hiệu Divine, bên trên này sẽ là tem mác của thương hiệu mã S188. Với cái tông màu đen thì các bác yên tâm là phối đồ cũng rất là đơn giản dễ dàng rồi. Bên trên ngực áo của mình cũng có một cái túi vuông nhỏ này, một thiết kế áo với cái form dáng suông rộng rãi thoải mái để cho quý chị chúng ta lựa chọn. Và sản phẩm tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế áo sơ mi với cái tông màu xanh than và cái họa tiết của mình sẽ là họa tiết kẻ ngang. Các bác có thể là coi kỹ một chút các cái chi tiết của sản phẩm, mã S189, chiều dài là 69 này và sau là 71, ngang là 56 và vai là 49. Với sản phẩm này quý chị chúng ta xung quanh 65 kg thì mình có thể là yên tâm lựa chọn. Với cái tông màu xanh than thì các bác yên tâm là phối đồ cũng rất là đơn giản dễ dàng và mặc lên những cái tông màu xanh than như này thì cũng rất là trẻ trung năng động. Đó, chất liệu của mình là cái chất liệu dày dặn lên form dáng chuẩn chỉnh và cái thứ hai nữa là độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt, nên là quý chị chúng ta cũng yên tâm sử dụng trong mùa hè năm nay. Ngực áo cũng có cho mình một cái túi vuông nhỏ này và mã sẽ là S189. Các bác có thể là coi lại cái form dáng của em này, một thiết kế tông màu xanh rất là đẹp và cái độ mới của sản phẩm cũng còn rất là cao. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này cái tông màu chủ đạo của mình cũng là cái tông màu xanh luôn và bên trên nó sẽ có những cái thiết kế họa tiết này, quý chị có thể là tự mình chúng ta quan sát cái họa tiết của sản phẩm thông qua livestream ngày hôm nay. Mã S190, chiều dài là 67 và sau là 71, ngang là 50,5 và vai sẽ là 44. Một sản phẩm dành cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 60 đến 65 kg, các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này, mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm, một cái tông màu rất là nhã nhặn lịch sự và cũng không kém phần là trẻ trung năng động. Mã S190, bác nào mà yêu thích những cái phong cách nó mới lạ một chút chúng ta có thể lựa cho mình những cái sản phẩm áo sơ mi có những cái họa tiết rất là độc đáo như thế này, mã S190 này. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây cũng là một thiết kế với tông màu xanh than. Em này cũng có cho mình những cái họa tiết chấm bi ở bên trên. Mã của mình sẽ là S191, chiều dài là 71 này và sau là 74, ngang là 54 và vai là 46. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta từ 60 đến 65 kg, các bác có thể là tự tin chúng ta sử dụng. Một thiết kế với form dáng suông cũng rất là dễ mặc dễ dùng. Cái vạt áo của mình sẽ là thiết kế vạt đuôi tôm này, cái vạt đằng sau nó sẽ dài hơn một chút. Với những cái thiết kế form dáng như này mặc lên rất là trẻ trung nên là các bác chúng ta yên tâm chúng
chúng ta sử dụng, mình mặc sản phẩm này chúng ta dùng mặc đi chơi đi làm, mã sẽ là S191. Cho các bạn có thể là coi lại một lần nữa cái phong giá của sản phẩm này. Rồi chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Tiếp này sẽ là một con áo sơ mi với tông màu đen. Đây là một cái sản phẩm rất là basic, đơn giản rồi. Một con áo màu đen trơn, mã S192, chiều dài là 69 và sau là 72, ngang là 50 và vai sẽ là 45. Một thiết kế dành cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65kg mình có thể là sử dụng em này. Với những cái sản phẩm áo sơ mi ngắn tay thì rất là thích hợp để quý chị chúng ta lựa chọn mình mặc trong mùa hè năm nay. Vừa đảm bảo cho quý chị là cái tính lịch sự nhã nhặn của các cái dòng áo sơ mi, thứ hai là những thiết kế ngắn tay như này mình mặc trong mùa hè thì nó rất là mát mẻ, thoải mái, dễ chịu cho mình. Đây là một sản phẩm chính hãng của nhà Uniqlo này, chất liệu thì rất là đảm bảo, nhà sạch đồ sinh bao chất cho mình nên là quý chị chúng ta yên tâm. Mã của em này sẽ là mã S192. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Thì đây sẽ là một con áo cũng với cái tông tối màu. Em này thì sẽ là một con áo dài tay này. Đây cũng là một sản phẩm của nhà Uniqlo luôn. Và cái form của này sẽ là cái form slim fit, tức là nó sẽ hơi ôm vào người một chút. Bác nào mà yêu thích những phong cách gọn gàng lịch sự thì các bác có thể sử dụng cho mình cái sản phẩm này. Một thiết kế rất là hợp lý cho bác chúng ta lựa mặc đi làm. Mã S193, chiều dài là 67, ngang là 45 và vai là 40. Và vai sẽ là 40. Cho quý chị chúng ta xung quanh 60-65kg mình có thể lựa cho em này. Đây sẽ là một thiết kế áo sơ mi dài tay và cái form của mình nó sẽ là một cái form rất là gọn gàng. Ở bác nào mà yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sản xuất mã S193. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây cũng là một con áo với tông màu xanh than. Họa tiết của mình sẽ là họa tiết kẻ ô vuông, mã sẽ là S194, chiều dài là 75 và sau là 77, ngang là 56 và vai sẽ là 51. Với sản phẩm này các bác chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70 kg, quý chị có thể là lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Form dáng suông, dễ mặc dễ dùng, và với cái tông màu xanh than thì quý chị chúng ta yên tâm là mặc lên trẻ trung năng động và cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Chất liệu cốt tông dày dặn và độ thấm hút mồ hôi rất là tốt nên là đảm bảo với quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay rất là hợp lý. Mã S194, một con áo với tông màu xanh than. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Thì em này cũng là một cái thiết kế rất là đẹp với cái sự phối màu của mình. Nó sẽ có thêm một cái phần tông màu xanh nhạt ở đây. Còn toàn bộ cái sản phẩm của mình sẽ là tông màu xanh than. Quý chị có thể thấy thì bên ngực áo này chúng ta có một cái phần họa tiết được thêu rất là đẹp này. Bác nào mà yêu thích những cái phong cách trông nó thật là trẻ trung một chút thì chúng ta có thể lựa cho mình cái sản phẩm này. Mã S195, chiều dài là 74, ngang sẽ là 60 và vai là 52,5. Một thiết kế của nhà Velox. Bên trên này thì sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu, chất liệu cực kỳ mềm mịn luôn. Với cái sản phẩm này các bác chúng ta giặt máy giặt thoải mái này, không bao giờ sợ là cái chất vải của mình nó bị bay, bị nhão, bị nhăn, bị xù. Mặt đằng sau thì sẽ là thiết kế trơn như này. Đằng trước thì quý chị chúng ta có thể là quan sát lại một lần nữa cái form dáng của sản phẩm cũng như là cận chất cận chi tiết của sản phẩm này, một thiết kế cực kỳ đẹp trong buổi live ngày hôm nay. Mã S195. Bên này thì sẽ có một cái túi nho nhỏ ở bên trên ngực áo cho quý chị để chúng ta sử dụng. Rồi mình sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây cũng là một con áo với cái họa tiết rất là độc đáo này. Các bác chúng ta có thể sử dụng những cái thiết kế nó nổi bật một chút như này để chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Đặc biệt là cái thời điểm mà các bác chúng ta rất là hay đi du lịch này, chúng ta có thể sử dụng cho mình những cái sản phẩm nó màu mè một chút, nó nổi bật một chút để chúng ta sử dụng, chúng ta đi chơi, đi du lịch. Mã của mình sẽ là S196, chiều dài là 63,5, ngang là 50,5 và vai là 47. Với sản phẩm này các bác xung quanh khoảng 65kg thì chúng ta tự tin chúng ta lựa cho em này một sản phẩm rất là đẹp với cái tông màu, người ta phối cũng rất là ok cho mình này. Các bác có thể là coi kỹ một chút các cái chi tiết ở bên trên sản phẩm này. Còn về chất liệu thì quý chị chúng ta yên tâm là những cái dòng chất liệu mặc lên rất là mát mẻ và cũng rất là dễ mặc dễ dùng. Ở những cái dòng chất liệu thấm hút mồ hôi rất là tốt. Mã của mình sẽ là S196. Và chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Bác nào mà yêu thích những cái phong cách nó nhã nhặn thường một chút, các bác có thể là chuyển qua cái sản phẩm này. Với cái tông màu của mình nó sẽ là tông màu kem, họa tiết kẻ caro, mã sẽ là S197, chiều dài sẽ là 79, ngang là 56,5 và vai là 49. Dành cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 70 đến 75 kg, các bác có thể sử dụng cho mình cái sản phẩm này với cái form dáng suông rất là rộng rãi thoải mái. Và đây sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Sissy. Bên trên này thì sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu, chất liệu vải cốt tông rất là mềm mịn và độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt. Đặc biệt cái phần cổ áo người ta làm rất là lịch sự nhã nhặn cho quý chị này. Mã S197, các bác có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng của sản phẩm này.
và chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo. Em này thì sẽ là một con áo sơ mi với tông màu xanh than và bên trên sẽ có những cái họa tiết kẻ ngang như thế này. Mã S198, chiều dài là 69, ngang là 50 và vai sẽ là 48 cho quý anh chị chúng ta xung quanh từ 60 đến 65 kg. Các bác có thể sử dụng cái sản phẩm này. Và cái thiết kế của mình sẽ là cái thiết kế trơn đơn giản, là một sản phẩm dành cho các bác nào yêu thích cái phong cách tối giản, mình có thể là sử dụng cái sản phẩm này, mình mặc đi chơi đi làm. Một thiết kế của nhà đến từ thương hiệu Off Fusion. Bên trên này thì sẽ là tem mác của thương hiệu Ma S198 này. Ngược áo thì cũng có cho mình một cái túi vuông nhỏ luôn. Các bác có thể là coi lại cái form dáng của sản phẩm. Và chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo. Đây sẽ là một thiết kế áo sơ mi dài tay. Em này sẽ có cho mình là cái tông màu đỏ mận. Đây là một sản phẩm đến từ thương hiệu Uniqlo. Mã của mình là S199, chiều dài là 74, ngang là 53 và vai sẽ là 47,5. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta xung quanh 65 kg thì mình có thể là lựa chọn em này. Một thiết kế áo sơ mi dài tay này cũng rất là nhã nhặn lịch sự. Cái tông màu này thì cũng rất là dễ để các bác chúng ta phối đồ. Mình có thể là lựa chọn em này chúng ta mặc đi chơi đi làm. Và cho quý chị chúng ta có thể coi cận chất của sản phẩm này. Chất liệu rất là mềm mịn với độ thấm hút mồ hôi rất là tốt. Một sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu Uniqlo với mã viêm này sẽ là S199. Giờ chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ có cho mình tông màu xanh than. Và đây sẽ là một sản phẩm có cái họa tiết chấm bi ở bên trên. Một thiết kế chính hãng của nhà Global Work. Mã của em này sẽ là S200, chiều dài là 67 và sau là 69, ngang sẽ là 50 và vai là 44,5. Một sản phẩm cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65kg. Các bác có thể lựa chọn em này. Đây thì cũng là một cái sản phẩm rất là cơ bản basic thôi, không có quá nhiều các cái chi tiết gì ở bên trên. Chúng ta có một cái thiết kế chấm bi như thế này, rất là nhã nhặn lịch sự để các bác chúng ta lựa mặc đi chơi đi làm. Mã S200, một sản phẩm chính hãng của nhà Global Work này. Các bác nào chúng ta yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất riêng. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con áo sơ mi kẻ với cái tông màu chủ đạo của mình, nó sẽ là cái tông màu trắng và các cái phần đường kẻ này thì sẽ là tông màu xanh than. Một thiết kế của nhà Pico, bên trên này sẽ là tem mác chính hãng của Pico. Mã S201, chiều dài là 69 và sau là 72, ngang là 55 và vai sẽ là 49,5. Với size L dành cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70kg, mình có thể là sử dụng cái sản phẩm này. Form dáng của mình sẽ là thiết kế form dáng xua. Bác nào mà bụng to bụng bự có thể lựa chọn ngay cho mình những cái thiết kế áo sơ mi form dáng xua như này. Mặc lên nó vừa thoải mái dễ chịu mà nó lại còn trông rất là gọn gàng. Đặc biệt là với cái họa tiết kẻ caro như này thì các bác mặc lên nó rất là trẻ trung năng động. Mình hoàn toàn có thể lựa chọn chúng ta mặc đi chơi đi làm. Mã của sản phẩm sẽ là mã S201 và chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo. Em này thì sẽ có cho mình là cái tông màu xanh rêu, một sản phẩm suông trơn đơn giản. Mã của sản phẩm này sẽ là S202, chiều dài là 66, ngang là 54 và vai sẽ là 46. Với cái sản phẩm này thì các bác chúng ta từ 60 đến 65kg thì mình có thể lựa cho em này. Form dáng suông, dễ mặc, dễ dùng. Một con áo rất là đơn giản, basic này, không có cái chi tiết gì ở bên trên cả. Chúng ta có một cái tông màu sẽ là cái tông màu rêu. Cái tông màu này được các bác chúng ta sử dụng cũng rất là nhiều. Đây sẽ là một cái sản phẩm mà mặc lên rất là trẻ trung và cũng rất là dễ để cho quý anh chị chúng ta phối đồ luôn. Bên trên này sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu này và mã sẽ là S202. Cái chất liệu này thì quý anh chị chúng ta yên tâm là mặc trong mùa hè cực kỳ hợp lý luôn. Mặc lên thoáng mát, dễ chịu, thấm hút mồ hôi rất là tốt. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với một sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, sẽ là một con áo với cái tông màu chủ đạo là tông màu vi. Một sản phẩm chính hãng của nhà Lion Scott này. Cho quý chị chúng ta coi kỹ phần tem mác của thương hiệu. Mã sẽ là S203, chiều dài là 69,5, ngang là 56 và vai sẽ là 48. Với cái sản phẩm này thì các bác chúng ta xung quanh khoảng 65 đến 70kg thì mình có thể là bon chen được cái em này rồi. Form dáng suông, dễ mặc, dễ dùng. Và cái tông màu của mình sẽ là cái tông màu ghi, mặc lên rất là trẻ trung. Họa tiết kẻ ô vuông này cũng rất là hợp lý để các bác chúng ta lựa chọn mình mặc đi chơi đi làm trong cái mùa hè năm nay. Thiết kế áo sơ mi ngắn tay thì mặc lên rất là mát mẻ rồi. Mã S203. Các bác có thể là quan sát lại một lần nữa toàn bộ form dáng của sản phẩm. Và các sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta độ mới đều rất là cao vì là nằm trong cái lô hàng mới về, được tuyển chọn cực kỳ kỹ rồi, nên là quý chị chúng ta yên tâm. Rồi chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một con áo với tông màu kem và nó sẽ là một cái thiết kế suông trơn đơn giản này. Cho bác nào yêu thích cái phong cách tối giản, chúng ta có thể là lựa chọn cho mình những cái sản phẩm như thế này. Mã S204, chiều dài là 70 và sau là 71, ngang là 52,5 và vai sẽ là 45. Size M cho các bác chúng ta xung quanh 65kg. Các bác có thể là sử dụng cho mình cái sản phẩm này. Một thiết kế rất là đẹp này. Bác nào yêu thích cái phong cách đơn giản basic, mình lựa chọn cái sản phẩm này chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay thì cực kỳ là hợp lý rồi. Mã của mình sẽ là S204.
Và sản phẩm tiếp theo mà nhà sản xuất giới thiệu đến quý chị thì sẽ là một con áo sơ mi với cái họa tiết kẻ sọc. Và cái tông màu chủ đạo của mình sẽ là cái tông màu trắng xanh, mã S205, chiều dài là 73, ngang là 56 và vai là 50. Size L cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70kg, có thể là lựa cho em này. Form dáng suông rộng rãi thoải mái này, chất liệu cốt tông thấm hút mồ hôi rất là tốt và lên form dáng chuẩn chỉnh cho quý chị, mã S205. Và bác nào cũng nên có cho mình một cái sản phẩm áo sơ mi ngắn tay trong tủ đồ để chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Những cái thiết kế rất là đa tính năng, các bác có thể lựa chọn mình mặc đi chơi đi làm. Mã của em này thì sẽ là mã S205. Chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một sản phẩm với cái thiết kế hoa lá rất là nổi bật này. Mã sẽ là S206, chiều dài là 64, ngang là 49 và vai là 44, size M cho quý chị chúng ta có cân nặng xung quanh khoảng 60 đến 65kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Cái nền áo của mình nó sẽ là tông màu mận và cái họa tiết của mình nó sẽ là tông màu trắng nâu này. Nhìn chung những cái họa tiết rất là đẹp. Các bác có thể lựa chọn cái sản phẩm này chúng ta sử dụng mình mặc, không những là mình mặc hàng ngày, mình có thể lựa chọn mình mặc đi du lịch chẳng hạn. Nó cũng rất là đẹp, rất là nổi bật cho quý chị để chúng ta lựa chọn em này trong mùa hè năm nay, mã S206. Các bác có thể là quan sát lại một chút toàn bộ cái form dáng này cũng như là các cái họa tiết chi tiết ở bên trên sản phẩm. Đó, em này sẽ là một con áo rất là đẹp trong buổi ra ngày hôm nay, mã S206. Và tiếp theo sẽ là một sản phẩm áo sơ mi với cái tông màu trắng này, một quần áo rất là trẻ trung cho quý chị luôn. Và các bác có thể thấy bên trên nó sẽ là các cái thiết kế in chữ này. Và em này thì sẽ là một thiết kế của nhà Crimson Cuff. Bên trên này thì sẽ là tem mác của thương hiệu. Mã của sản phẩm sẽ là S207, chiều dài là 72 và sau là 75, ngang là 59 và vai là 51, size L cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70kg. Các bác có thể lựa cho em này. Đây là một cái sản phẩm cực kỳ là trẻ trung luôn. Với cái chất liệu của mình sẽ là chất liệu rất là mềm mịn, thoáng mát. Và một cái nữa là nó sẽ không sợ bay, sợ nhăn, sợ sù. Đấy, quý chị có thể thấy là một cái chất liệu vải rất là xịn sò. Các bác có thể là cho vào máy giặt, các bác giặt thoải mái luôn. Những con áo như này thì nó vừa nhã nhặn lịch sự mà nó còn vừa trẻ trung năng động cho quý chị. Mã sẽ là S207. Bác nào yêu thích những cái tông màu trắng và những cái sản phẩm áo có họa tiết thì chúng ta có thể là lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Và chúng ta cùng đến với một thiết kế tiếp theo thì đây sẽ là một con áo với cái họa tiết kẻ caro. Mã của mình sẽ là S208, chiều dài là 75, ngang là 56 và vai là 50, size L cho quý anh chị chúng ta xung quanh 65 đến 70kg. Các bác có thể lựa cho em này. Ngực áo sẽ có cho mình một cái túi vuông nhỏ này và cái tông màu của mình sẽ là cái tông màu rất là đẹp. Trông rất là dịu luôn. Các bác có thể là tự mình chúng ta quan sát cái tông màu thông qua livestream. Nhìn chung thì ở livestream như nào bên ngoài cũng sản phẩm nó cũng tương tự như vậy thôi. 1910 là hàng có sao thì các bác chúng ta đều quan sát rõ được ở bên trên livestream rồi. Em này thì sẽ có mã là S208. Bác nào yêu thích cũng như là vừa vặn với sản phẩm này thì chúng ta nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sành đồ xin. Và chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Đây sẽ là một con áo cực kỳ đẹp này với cái tông màu xanh than. Và em này sẽ có họa tiết cho mình cũng là cái họa tiết kẻ luôn. Điểm đặc biệt là em này có cho mình cái đệm vai ở bên trên. Bác nào mà chúng ta muốn mặc những cái sản phẩm áo thật là vuông vức thì mình lựa chọn cái sản phẩm có đệm vai như này. Đó, cho quý chị chúng ta coi thì bên trong nó sẽ có một cái miếng đệm vai này. Các bác mặc lên thì áo của mình trông rất là lên form, dáng rất là chuẩn chỉnh. Mã sẽ là S209, chiều dài là 70, ngang là 52 và vai là 48, size L cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70kg. Các bác có thể lựa chọn cái này. Tông màu xanh than mà cực kỳ trẻ trung luôn. Và cái sản phẩm của mình cũng rất là nhã nhặn lịch sự để các bác chúng ta lựa chọn mình mặc đi chơi đi làm. Chất liệu suông trơn, mặc vừa thoải mái dễ chịu mà nó lại còn không bay không nhăn công su. Mã của mình sẽ là S209, độ mới còn rất là cao. Nên là bác nào mà yêu thích những cái thiết kế áo có đệm vai chúng ta lựa chọn ngay cái sản phẩm này. Rồi, và cuối cùng thì đây sẽ là cái sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay, một con áo sơ mi với tông màu hồng, một thiết kế của nhà Uniqlo. Và em này thì sẽ được gia công và sản xuất tại Việt Nam này. Mã là S210, chiều dài là 70, ngang là 58,5 và vai là 48, size L cho các bác chúng ta từ 65 đến 70kg. Mình có thể là lựa chọn cái em này. Tông màu hồng này mặc lên cũng rất là trẻ trung và cũng rất là dễ mặc, dễ phối. Đây sẽ là một cái sản phẩm suông trơn đơn giản thôi nên là quý chị chúng ta cũng yên tâm. Mình có thể lựa chọn mình mặc đi chơi đi làm, mặc hàng ngày trong cái thời tiết mùa hè năm nay, mã S210, một sản phẩm chính hãng của nhà Uniqlo. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sành đồ xin. Size L cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70kg thì có thể là lựa chọn cái sản phẩm này. Và đó cũng là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Vậy là em đã lên hết tất cả các sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay cho quý chị chúng ta có thể là theo dõi và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự nghĩ. Nhà sành đồ xin sẽ được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Đừng quên ủng hộ nhà sành đồ xin bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sành đồ xin ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể.
quý anh chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những phiên live tiếp theo.